thấy năm 27 là năm đối với Thi rất là mỹ mãn. Mình có một cái live show kỷ niệm 25 năm trong suốt cái quãng sự nghiệp mà hoạt động về nghệ thuật, về ca hát, về nhảy múa. 27 là năm mình là năm mà mình được phong tặng danh hiệu kiện tướng quốc tế này, rồi lại làm trọng tài quốc tế sau bao nhiêu năm theo đuổi học tập để có được cái tấm bằng quốc tế, mình có thể đi chấm quốc tế được, cũng như là một năm đánh dấu mời được rất nhiều các nhà vô địch thế giới về tham gia những cái cuộc thi mà do Khánh Thi tổ chức. Thực ra nếu mà nói về hoài bão công việc á, thì đã là một cái người mà làm về nghệ thuật như Thi cũng như là giảng dạy như Thi thì ham làm lắm. Ngay từ cuối năm sang đầu năm 2018 thì đang định ra một số MV ca nhạc, bởi vì đã có rất là nhiều cái ý định ấp ủ về bài hát này, về ý tưởng làm MV này, thì lại có em bé. Thành ra là tất cả mọi thứ lại gác lại dành riêng cho gia đình đã. Trong con sớm hôm hạnh phúc cầu. Nhiều khi chị em thì hay rủ rỉ tai nhau, năm nay hợp tuổi hay không, hay năm nay tam tai, hay là năm nay được mùa sinh em bé, thì cứ hay bị nghe những cái đó. Mà nhiều khi mình cũng muốn là năm này năm khác sinh cho hợp ba hợp mẹ. Nhưng mà mình đã nói rồi, em bé là món quà quý nhất mà ông trời ban tặng. Cho nên là đối với vợ chồng mình, lúc nào có thì mình sẽ dành hết tâm huyết cho gia đình đã. Còn đương nhiên công việc thì mình cũng không thể vì thế mà mình ngừng bớt được. Có chăng là Thi sẽ ngừng bớt được những cái phần vai trò là mình xuất hiện trên truyền hình để mình biểu diễn như là ca hát và trực tiếp nhảy múa. Còn nếu như là những cái vai trò như là giám khảo hay là cố vấn thì Thi vẫn có thể tham gia được. Người ta nói là 5 tuổi rồi tam tai này, gì đó công việc nó sẽ đình trệ. Mà Thi nói thật, từ hồi Thi sinh ra cho đến giờ, năm nào Thi cũng thấy đề là tai ương người gì đó. Xong Thi thấy mình trải qua gần hết rồi. Lại nói là khi mà cái năm mà không may là 5 tuổi á, đến với mình mà mình có em bé thì mọi thứ nó lại khác đi, nó thay đổi. Nghe là vậy thôi. Rồi muốn giải hạn thì phải đi cầu may. Thi nghe nhiều quá nên nhiều khi sợ, thành ra là không dám đi coi bói này, không dám đi hỏi han nhiều. Mà Thi nghĩ là cái quan trọng nhất á, là mình sống á, sao á, nó phải đúng. Và làm càng được nhiều việc thiện và cái tâm mình thiện thì những cái tai ương tai ách thì nghĩ nó sẽ qua dần. Cái mà mình đầu tiên mà mình muốn nhất đó chính là ngày 30 Tết phải ở được gia đình nhà chồng, cùng lo một cuộc bữa cơm đón giao thừa, sau đó thì lại đi qua nhà ngoại chúc Tết mẹ, rồi tức là làm được những cái việc mà đúng là hợp với cái Tết cổ truyền thuần phong mỹ tục của người dân Việt Nam và với văn hóa người Việt Nam đã. Mùng 3, mùng 4 thì bắt đầu đi chúc Tết và lúc đó mình mới dám đi chơi. Thích được ăn bánh chưng, thích được ăn bánh tét, thích được có những cái bữa cỗ nó thực sự là cổ truyền. Năm nay là năm Mậu Tuất thì Thi mong là tất cả khán giả của chương trình cũng như là tất cả người dân Việt Nam sẽ có một năm mới đầy sung túc, đón Tết thật vui vẻ và hạnh phúc. Đặc biệt là trong tâm trí của mọi người sẽ luôn luôn bình an.